Rồi, hello chào anh em nha. Đó. Anh lớn đó. Vừa rồi mình sẽ gửi con dành đen. Con dành đen với con vàng cái đây. Đây là con vàng cái hình giá sinh viên này. Với con dành đen này. Giờ con dành đó. Em dành đen. Dành đen này gọi đi ra ngoài Bắc lắm. Còn em này thì lên núi ăn canh hông, phòng con nói canh hông. Đó, em gửi mấy người đi. Em đen thì đi ra Bắc, còn em kia thì đi vô Nam, lên Tây Ninh, núi. Mấy em này là ăn rất là phỉ. Trước khi gửi mình review, mình quay lại cảnh ăn nha nè. Chà nó ăn gà. Ăn mà phải nhốt là dây này mới ăn được chứ không là nó chạy tung tăng. Em em này là em má bạc. Dành kem má bạc. Em này rất là đẹp nè. Em này em cái dành kem. Kem nhiều người nó nuôi bạch hổ nhưng mà thật chất nó là một kem nha anh em. Dành kem rất là lanh. Đó, chiều này mình gửi em đen này nha anh em. Em đen đây là 4 hôm đeo nè. Đó, à, đây không. Đen này là hơi nhát. Con này là dành lửa. Nữa, còn con này là con đen. Con đen này là hơi nhát, 4 hôm đeo. Ít bắt cái hơi nhát này chắc phải chiều phải làm còn dây buộc lại à. Rồi với chủ bắt được cho hơi nhát. Mày nhát nha mày hả? Đó, em nói là dành đen. Chiều mình sẽ gửi đi. Còn lại em vàng. Em vàng cái này. Mấy em cái này còn mấy em lần lớn à. Nhỏ nhỏ đỡ lưa sâu. Đây. Đó, em này rất là đẹp. Em này má bạc, mắt sết, lưỡi là đen đen châm đen hoài. Đây là dạng như gần như bạch hổ, bình kem á. Em nói là ở đây nhốt, không có thẻ ra, bên đây thẻ ra. Bà đi em, kem, bà đi kem. Em là màu rất là đẹp nha anh em, màu đen kem, đuôi cong. Không. Đây, đây. Xây kiếm. Xây kiếm dọc dài luôn. Nên mình ôm ngắn. Đuôi vuốt câu luôn. Giờ mình gọi mấy em đi, đi cho khách. Tại vì đốm nhiều, đốm trong, đốm vài luôn. Qua đi đó. Cái này mình chuẩn bị giỏ mình mở đi. Còn em giang này, em giang lửa này. Nhà đi em. Tại đây em. Em mặc lên gớm, em này tay đang lên này. Tiếp vào nữa lên giờ. Xây kiếm. Dọc lưng. Mình đèn đèn hơi nhát, đèn hơi nhát. Nó ít tạt nhát. Rồi tay, giờ tay lên. Giờ lên. Giờ mình gỡ bà vàng xấu xấu này, bà đi giá sinh viên. Bà đã vô bà đặt nhỏ nữa. Cặp đi một chủ, còn còn dành đen đi vô chiếc xe. Mình gửi đi, mình review lại cho anh em xem. Khi nào mà có đang mới thì mình quay lại cho anh em xem. Ôi, bây giờ hello cho anh em nha, quay giờ mình gửi chó cho anh em. Anh em thì gửi con cái này, như con đập này. Nhỏ xì kiếm này, giật con cái này. Hàng này là đi một chủ nè, hàng này là giá sinh viên. Còn em dành đen ở
Còn là em dành lửa này thì em ca giang này. Là cái đàn nhỏ này còn hai em nha, còn mấy em này mình thanh lý hết rồi. Cho ăn trước khi gửi. Mình sẽ đóng gói hai thùng để mình gửi đi. Thì đồ ăn thấy thấy cho ăn đồ ăn bi lầm lầm đây. Đó, bây giờ mình chuyển mấy em này đi nè, còn em dành lửa này. Anh cũng ấm nóc quá. Em dành lửa này vậy em về cái này. Đó. Tấu này gửi hai em này, em cái này vậy em dành đập đen. Em đây mình gửi hai em đi nè, em vàng đen với một em giỏi đập. Hai em này là giá sinh viên gia đỉ, hai em này bằng một em, hai em này bằng mình em giỏi giang kia. Đó, bây giờ mình đi gọi chó nha nè, mình đã gọi con vịnh đen đập này. Mình là 4 giờ sáng nè, giờ đang đứng chờ gọi chó này. Đi xe đi ngoài Bắc đi chở 4 giờ xe này mới chạy. Đây. Đi Bắc Ninh nhân sư huynh. Đồ có dán lại cho nó bay. Chó nhỏ nè. Rồi tới Bắc Ninh nha. Thì Thảo Trâm số điện thoại 51 17831, 51 17831. Ở đây nếu anh em 4 giờ sáng còn đi gọi chó không?